Xin kính thưa Chủ tịch Dũng Bà Lách và kính thưa Phó Chủ tịch Gia đình Cộng Bình, cô Vân Xuân Trung và tất cả anh chị em ban quản trị viên, để có một buổi mà anh em mình gặp mặt như hôm nay quả thực tôi thấy là rất bức xúc và bồi hồi và phấn khởi, và rất không hiểu tại sao mà cái câu lạc bộ này nó lại có một sức hút lôi cuốn anh em, mà như được biết là có một người từ Sơn La xuống, lại từ Đắk Lắk Pleiku về đây. Không biết các ông trong bàn tổ chức có một sức cuốn như thế nào mà cho chị em và anh em đến để có một buổi họp mặt bắt tay, bắt chân nhau rất tình cảm. Và tôi cũng nhiều người muốn nói lên nhưng chắc là cũng chưa nói, thì tôi cứ đại diện là xin cảm ơn tất cả ban tổ chức đấy đã có một cái công phu chương trình để dẫn dắt anh em chúng tôi gặp mặt ở đây, và làm sao chúc cho câu lạc bộ sẽ làm đưa toàn thể anh đưa câu lạc bộ càng mạnh phát triển hơn nữa là nhờ các anh chị em ở trong ban tổ chức, và xin cảm ơn.
chưa cơn ngủ. Dù em đơn một lần, dù em và mộng đưa em vào đời một thời yêu thương. Cho tôi xin em như gói mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần cho đêm mặn lòng yêu thương. Đây ai đem đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tập sẽ say nát tim tôi, dù có vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu.